Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru êm đềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Lặn lội gieo néo thương con đến ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền một sương hai. Tiếng ru
Thưa quý vị, nhạc phẩm Lòng Mẹ của Y Vân lúc nào cũng gây nỗi xúc động trong lòng chúng ta. Bằng nhạc phẩm đó, chúng tôi hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Văn Nghệ Đầm Ấm ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn Khánh Hà, Ý Lan, Băng Tâm, Châu Ngọc Hà và Hương Thủy. Chỉ xin mời Hương Lan ở lại với chúng tôi mà thôi. Lý do thì quý vị sẽ biết ngay bây giờ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các ca sĩ. Chương trình hôm nay chúng tôi mở đầu bằng bài Lòng Mẹ là tại vì Hương Lan và ban tổ chức đoán trước là khán giả hôm nay quý bà sẽ đông hơn các ông nhiều. Không tin quý vị nhìn qua bên cạnh mà coi. Lúc đầu chúng tôi tưởng là đàn ông hôm nay chỉ có mình ông Tô Văn Lai thôi, nhưng mà hóa ra cũng còn khá đông. Tuy nhiên các bà là chiếm đa số. Thưa quý vị, chúng tôi giữ Hương Lan ở đây là tại vì quý vị đọc trên poster, quý vị thấy chương trình này là do Thúy Nga tổ chức, nhưng mà Hương Lan là phụ trách biên tập, có nghĩa là chọn bài bản, mời nghệ sĩ cộng tác và sắp xếp chương trình. Với cái chủ đề cũng do Hương Lan chọn là những giọng ca tiếp nối. Như vậy thì cái cách hay nhất là cô giải thích với quý vị khán thính giả tại đây là cô chọn cái chủ đề những giọng ca tiếp nối đó với ý nghĩa như thế nào. Trước hết, Hương Lan xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến đây với chương trình những giọng ca tiếp nối do Hương Lan và Trung tâm Thúy Nga biên soạn. Và bây giờ để trả lời cho anh Ngạn, thưa anh, Hương Lan nghĩ rằng trong nền văn nghệ, ở trong nước hay ngoài nước cũng giống nhau, nhưng mà ở ngoài nước thì Hương Lan thấy rằng mình có trách nhiệm nhiều hơn để mình gìn giữ cái văn hóa của mình. Thì muốn gìn giữ phải có những giọng nói tiếp nối, chứ không phải tụi em hát hoài tới 5, 10 năm, 20 năm nữa là không đến đâu. Chừng vài năm nữa thôi. Nếu mà tổ thương, khán giả còn thương thì hát thêm 10 năm nữa. Nhưng mà Hương Lan nghĩ rằng bao giờ cũng phải nghĩ đến cái chuyện những giọng hát tiếp nối cho cái dòng nhạc, nhất là dòng nhạc của Hương Lan. Thì quý vị thấy Hương Lan nó có đúng không? Còn chuyện Hương Lan tổ chức trong đêm nay là giữa Hương Lan với Trung tâm Thúy Nga, là Hương Lan đã được một cái vinh dự là đã có mặt từ cuốn đầu tiên đến bây giờ. Và nếu nói ngồi tính ra đã hơn 10 năm, Thủy cũng bàn với Hương Lan là con sẽ làm cho cô một cái show. Nhưng mà thật sự rồi cái công việc nó không có trôi chảy như ý mình muốn, vì khi có thể làm thì Hương Lan lại không có đây. Rồi nó cứ như vậy mà không làm được. Mình nó không nói không làm được mà nó chưa làm được. Và Hương Lan năm vừa rồi, Hương Lan đã tổ chức một cái đêm kỷ niệm 57 năm sân khấu ở tại Sài Gòn. Nó cũng có, như quý vị có những cuốn sách thì thấy, đây là cuốn sách Hương Lan giới thiệu. Cái cuốn đó là kỷ niệm cho 57 năm. Nhưng bây giờ trước khi mà Hương Lan làm xong cuốn đó, mà trước khi Trung tâm Thúy Nga phát hành cuốn đó, thì Hương Lan mới nói với Thủy là Hương Lan muốn làm một cái chương trình nhỏ nhỏ để nói về những giọng hát tiếp nối. Tiếp nối ở đây là những giọng trẻ tiếp nối dòng nhạc Hương Lan. Nhưng kèm theo đó cũng nhắc lại, ví dụ như Hương Lan là cái dòng tiếp nối của ba Hương Lan, là nghệ sĩ Hữu Phước. Ý Lan là cái dòng tiếp nối của cô Thái Thanh. Và chị Khánh Hà, gia đình cũng là tiếp nối văn nghệ của bác Lữ Liên. Đây là ý nghĩa của chương trình mà Hương Lan làm trong buổi hôm nay. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì để chúng tôi giới thiệu ngay những giọng ca tiếp nối và bắt đầu bằng nữ ca sĩ Băng Tâm. Tình cờ sân ga vắng thương người, và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì con ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi
đời tàu vang lên sẽ màn đêm thật hãi hùng. Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà tư và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng. Là thường đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt đôi vai, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò, hôm nay phố người ngại ngùng tôi đứng trong anh, đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi bước băng khoang vì chùa thầy lấn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đau chìm vào cơn nước trôi mau, tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn nằm u mang người tình vào thiên hãy hùng. Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà tư và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt đôi vai, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò, hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anh, đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi bước băng khoang vì chùa thầy lấn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đau chìm vào cơn nước trôi mau, tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn nằm ngủ mang người tình vào thiên. Tâm xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin phép quý vị cho Băng Tâm được giới thiệu nam ca sĩ Tuấn Phước. Tuấn Phước xin chào quý vị. Lời gì tỏ tình ta mến nhau,
tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi mong thấy ai mỉm cười làn môi xinh tuyệt người. Rồi buồn ơi ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hôn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói sẽ ngại mặc theo gió. Xuôi ngược nẻo đường viết thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hôn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thêm hồng. Chiều tìm không mây đường cũ bước lần về, nhìn sẽ kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, từng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em những nào thấy sầu dâng giờ cho quay. Đời tình khắc sâu nhớ thương đầy vơi mong thấy ai mỉm cười làn môi xinh tuyệt vời. Rồi buồn ơi ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Xây mộng tuyệt vời nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói sẽ ngại mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường biết thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hôn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy tim hồng. Chiều tìm không mây đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt tim. Nhìn sẽ kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, từng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em những nào thấy sầu dâng lên tiếng biết bao giờ cho khuây. Giờ cho khuây.
đâu đi khi bóng ngà xê ta. Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi. Xe lăn êm lúc ga chiều sắp lên đèn, mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng. Tà dương khuất trong dương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về trường. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vạn oán hờn. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn. Chiều sắp lên đèn, mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng người. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đời xe xưa về trường. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn. Và sau đây xin mời quý vị cùng chào đón nam ca sĩ Ngọc Linh. Bạn ơi
hà xin cạn chén ly bồi. Ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến chân bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không vui vui. Kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong hồn tôi. Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác chiến y rồi. Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiêng giã từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền, có vẻ là ghi nước non vui bình yên. Như lúc lên đường đưa tiến chân tôi, hướng lên khoe mắt mẹ nhắn đôi lời, diện thù lòng công cho xương tay trái, sắp son ghi lòng chớ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim bao giờ giang quên. Bạn ơi khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi lính chiến cánh chim tung trời. Ngày nào khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau. Ngọc Linh xin trân trọng kính chào quý vị. Bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bồi, ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến chân bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không vui vui. Kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong hồn. Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác chiến y rồi. Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiêng giã từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền, có vẻ là khi nước non vui bình yên. Lúc lên đường đưa tiến chân tôi, hướng lên khoe mắt mẹ nhắn đôi lời, diện thù lòng công cho xứng tay trái, sắc son ghi lòng chớ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim bao giờ giang. Bạn ơi khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi lính chiến cánh chim tung trời. Ngày nào khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau. Trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau. Trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau.
nhận được tin báo em lấy chồng. Bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn không. Hai năm sương gió tận miền xa, mấy lần hồi ấm vắng tin, ngờ đâu giờ em lên xe qua. Vì thời gian xóa tan hết rồi, bao nhiêu lời ước hẹn đầu môi, không mang theo kỷ niệm buồn vui. Biết rằng tình ta thế thôi, thì đâu còn ước mộng xa vời. Em ơi giờ đây pháo hồng tan tác rơi, đưa người em đi lấy chồng, có người đứng lặng buồn trông. Nhìn theo hun hút bóng xe hoa đầy nghiêng, lòng mình tan nát rồi. Tình trên từ đây giờ hành trang xếp xong hết rồi. Mai sông hồ kết bạn làm vui, đã không duyên số thì đành thôi. Chúc người đẹp duyên lứa đôi, và xin đừng nhắc nhở đến chồng, có người đứng lặng buồn trông. Nhìn theo hun hút bóng xe hoa đầy nghiêng, lòng mình tan nát rồi. Tình trên từ đây giờ hành trang xếp xong hết rồi. Mai sông hồ kết bạn làm ta, không duyên số thì đành thôi. Chúc người đẹp duyên lứa đôi, và xin đừng nhắc nhở đến tôi. Ta không duyên số thì đành thôi. Chúc người đẹp duyên lứa đôi, và xin đừng nhắc nhở đến tôi. Chào mừng hai, xin kính chào tất cả các toàn thể quý vị. Hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây, còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì. Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em như giấc mơ trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao hơn.
và thư tình, anh xin gửi lại em với tất cả cuộc vui, anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường tình đôi ta ai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giùm em, nào ước muốn sâu xa, bởi tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành câm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên và thư tình, anh xin gửi lại em với tất cả cuộc vui, anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giùm em, nào ước muốn sâu xa, bởi tình duyên trái ngang. Em vì chưa chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên. Làm vui nhìn chiếc xe hoa, anh ơi thôi đành dáng dở tình ta. Còn đâu câu nói ban đầu, tình đôi ta khó phai màu. Bây giờ tại sao đành ôm rồi nay trả với chẳng sao. Anh ơi non mòn biến cạn gì đâu. Ngày xưa chung lối chung mộng, mà nay sao cách xa lòng. Em nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh. Hẹn nhau khi nào chồng
tựa như một giấc chim bao. Phần em là kiếp ma hồng.
đường ngõ nhỏ, nước voi xanh bờ cỏ tươi non, lâu rồi còn thoáng mùi hương, chân đi nghe đồng tới hồn. Ngày xưa ơi nhớ mãi không quên. Thời gian ngắn cách chúng ta trong đời, nhớ thương rất nhiều nói không nên lời. Ta à buồn ơi nhớ mãi ngàn sầu, tà áo tím ngày xưa đâu, đêm vào lòng thêm trái sầu, hạ buồn này nhớ mãi ngàn sầu. Rất là nhiều. Vừa rồi Hương Thủy đã hát bài hát Hạ Buồn của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Và sau đây Hương Thủy xin mời tất cả quý vị cùng nghe một bài hát của nhạc sĩ Hàng Châu có giai điệu dễ thương mang tựa đề Về Quê Ngoại. Xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Em xin mời anh đi về quê ngoài một lần thôi, nơi em chào đời ngoài ru ngọt bùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ, em đã ghi bao về làng quê, chắc ngoài đã già tóc bạc da mồi. Ôi thương làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, em mơ từng mùa cơn gió giật giờ, ru em giấc mộng thiên thiếp vào mơ.
già tóc bạc da mồi. Ơi quên làm sao kỷ niệm em đềm của tuổi thơ. Em mơ từng mùa cơn gió giật giờ, ru em giấc mộng thiên thiếp vào mơ. Trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó chuyền cánh me xuống đầu sao hè uống giọt nắng hồng. Anh thương nhiều không lưng ngoài đá cồng, vì thời gian quê hương đời đời câu hát ngọt lời em như sống lại như máu về tim. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị vừa nghe liên tục 9 ca khúc. Tôi ngồi trong kia không nói lời nào, tự nhiên cảm thấy ngượng lắm. Thành thử bây giờ phải ra để thưa với quý vị là nối tiếp cái ý của Hương Lan, những giọng ca tiếp nối. Thì tôi có cái suy nghĩ như thế này. Âm nhạc có từ khi có vũ trụ, có con người. Tiếng gió xào xạc trong lau sậy, tiếng sóng vỗ trên mặt đại dương, đó là âm nhạc. Tiếng chim hót trên rừng, bà du cháu, mẹ du con, tiếng hò trên đồng ruộng, tất cả đều là âm nhạc. Hay là nói đúng hơn là bước khởi đầu đơn giản của âm nhạc trước khi nó trở thành những cái trau dồi và trở thành căn bản để trở thành kinh điển. Thì âm nhạc sơ khởi là từ thiên nhiên mà ra. Nhưng mà thưa quý vị, người ta nói rằng là âm nhạc là cái món quà tặng quý giá nhất mà Thượng Đế dành cho con người. Điều đó rất đúng. Là bởi vì trong tất cả các bộ môn nghệ thuật thì chỉ có âm nhạc là gần gũi với con người, là mang tính đại chúng nhất. Thí dụ quý vị có thể mê hội họa, quý vị vào phòng triển lãm, quý vị say mê ngắm những bức tranh. Nhưng có thể cả đời quý vị không cầm cái cọ vẽ bức tranh nào. Quý vị có thể mê điêu khắc, ngắm nhìn những bức tượng, nhưng chẳng bao giờ quý vị nặn một bức tượng. Quý vị có thể đọc một cuốn tiểu thuyết, nghe một băng đọc truyện, hay là thưởng thức một bài thơ, nhưng cả đời có thể chúng ta không làm thơ, chúng ta không viết một cuốn sách nào. Nhưng nghe nhạc thì khác. Chúng ta nghe những ca sĩ chuyên nghiệp thì đôi khi một bài ca hay chúng ta ngồi ở nhà một mình và chúng ta hát theo. Mọi người đều hát theo cả. Và những cái bài ca hùng nó làm cho tâm hồn chúng ta phấn khởi, những bài ca buồn nó chia sẻ nỗi lòng của chúng ta. Và nhất là phong trào karaoke khiến mọi người cùng hát cả. Như vậy thì không phải những giọng ca tiếp nối chỉ là những ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu như hôm nay, mà chính quý vị, chính khán giả, chính quần chúng khắp nơi đều là những giọng ca tiếp nối để giúp cho dòng âm nhạc xuôi chảy đến muôn đời. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay tôi nói về Hương Lan, cuốn sách mà chắc chắn là nhiều quý vị đang có. Nếu quý vị mở trang 17, quý vị sẽ thấy hình một em bé lúc 4 tuổi phải bác lên mấy cái ghế, mấy cái bục mới có thể đứng hát được. Đó là Hương Lan. Nhìn thoáng đã biết ngay vì cái miệng từ hồi đó đến bây giờ không thay đổi. Thì thưa quý vị, khi mà xuất hiện trên sân khấu từ 4 tuổi là điều đã lạ rồi. Nhưng cái lạ ở chỗ rằng là cho đến bây giờ, sau 57 năm trên sân khấu,
cái sự vững vàng của Hương Lan vẫn như cũ, vẫn như buổi đầu. Là tại sao? Thứ nhất là cô nhờ một cái chất giọng rất ngọt ngào. Thứ hai là cái phong cách trình diễn rất độc đáo. Cô không phải di chuyển nhiều, không có nhiều hành động trên sân khấu, bằng diễn tả bằng đôi mắt, bằng cái sự trang trọng trong cái lời ca tiếng hát của mình. Giọng ca phong phú, tôi xin được nhắc lại, giọng ca phong phú, chất giọng ngọt ngào, phong cách trình diễn độc đáo. Cho nên lúc nào cũng được khán thính giả yêu mến. Vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón sự trở lại nữ ca sĩ Hương Lan. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời quý vị cùng nghe Thư Xuân Hải Ngoại, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Ước gì giờ này mẹ đang ôm con trong lòng mà ru, cho mẹ con nghe hương xuân trao cha mới vài xuân đầu. Ước gì từ một thời xưa êm đêm thành mùa xuân mới, hoa rộ đầy trời mẹ ban cho con xuân thuở năm nối. Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia, mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa. Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ, thân phận bọt bèo để xuân trôi qua âm thầm đợi mong. Thư xuân từ ngàn phương mang nỗi lòng người tha phương, ôm ấp tình hoài hương. Thư xuân là rượu cay giót tràn trên giấy, bên trời đồng tuyết say. Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân, bên này nằm nghe quê hương bên kia pháo nổ từng bình. Chán hòa nhạc lòng lạ lời, mơ người về từ xuôi tuôn lệ mừng, vòng tay yêu thương ôm trọn mùa xuân. Bài hát này Hương Lan hát để nhớ lại những ngày, những kỷ niệm đã hát được những bài hát của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Hôm nay được hát trở lại, mong rằng anh ở đâu đó cũng đang nghe Hương Lan hát lại bài hát này. Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia, mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa. Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan phân bình vòng để xuân trôi qua âm thầm đợi mong. Thư xuân từ ngàn phương mang nỗi lòng người tha phương, ôm ấp tình hoài hương. Thư xuân là rượu tràn trên giấy, bên trời đồng tuyết rơi. Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân,
bên này nằm nghe quê hương bên kia pháo nổ từng bừng, chan hòa nhạc lòng là lời mơ người về từ muôn lối xuôi tuôn lệ mừng vòng tay thân yêu trọn mùa xuân. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở về dòng nhạc của Hương Lan mà quý vị thương mến nhất, xin mời quý vị nghe liên khúc của nhạc sĩ Bắc Sơn. Tóc em dài mẹ cài bông hoa ly, mẹ lượm từng bông bưởi trắng em gối đầu. Mẹ kể chuyện xưa bông bưởi hoa cao, mẹ dạy từng câu hò lý ca dao. Nắng tu tàn nhuộm vàng ngò trúc văng, nhịp dòng đưa mẹ hát tiếng nghe buồn. Chừng lưng lừng cơm mẹ gói mò cao, mẹ lên ruộng sâu gặt hái nuôi con. Con chợt nhớ vườn cao trúc ngô và con sân.
quăng đá. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và Hương Lan biết là trong chương trình hôm nay nó có rất nhiều loại nhạc và cũng có nhiều cái sự thay đổi trong khi làm việc. Hương Lan xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ban nhạc với sự tập dượt cực khổ của anh em. Xin cảm ơn quý vị. Bài hát kế tiếp Hương Lan xin được hát, hát để tưởng nhớ tới một người anh, một người thầy đã từng lo cho Hương Lan lúc mà Hương Lan từ ở bên cải lương chuyển qua Tân Nhạc. Hôm nay Hương Lan rất vui để hát tặng cho quý vị và cũng tặng cho linh hồn của anh. Anh rất là thương, rất là quý Hương Lan. Mời quý vị cùng nghe Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê, sáng tác của cố nhạc sĩ Duy Khánh. Tình yêu thương đẹp tình quê hương, mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vân vương. Hỏi anh bao nhiêu thu rồi, biên cương xa vời mơ ước gì hỡi lòng trai. Câu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Từ xa phố phường anh lên đường không vân vương. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ anh ơi. Về quê hương hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ vẹn câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Thank you.
trở về quê hương, hoặc còn tha phương xin anh còn giữ vẹn câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi. Ngồi ở trong kia nghe Hương Lan hát Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê của Duy Khánh, thì tôi chắc là quý vị cũng giống như tôi, chúng ta cũng có cái nỗi niềm xúc động. Bởi vì bài này thì Duy Khánh viết khi mà thăm tất cả những kiều bào bên Lào, thì có cái nỗi xúc động mà viết nên cái bài này là Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Nhưng mà cô có rất nhiều kỷ niệm với Duy Khánh. Anh thì anh chỉ nhớ rằng là lúc ở Việt Nam thì cái bài đầu tiên mà anh để ý là Lá Thư Trần Thế. Yeah. Lúc đó là cô là con Duy Khánh. Yeah. Cô đóng vai con Duy Khánh với Hà Thanh, đúng không? Yeah. Thì từ đó thì anh mới để ý cái sự kết hợp hai cái giọng hát thật là mượt mà. Thì có lẽ rằng là cô cũng kể với quý vị khán thính giả đôi chút kỷ niệm cô đã sinh hoạt văn nghệ với ca nhạc sĩ Duy Khánh. Dạ. Yeah. Hương Lan lúc mà đi hát Tân Nhạc thì bước đầu tiên thì được... nhà tổ chức Duy Ngọc đã cho lên sân khấu đi hát trong những cái buổi trình diễn mà có cũng có gọi là đại nhạc hội hàng tuần và sáng Chủ Nhật, có khi là thứ Bảy mà thường thường là sáng Chủ Nhật ở rạp Quốc Thanh và rạp Hưng Đạo. Thì sau đó thì Hương Lan được Châu Kỳ được Châu Kỳ đưa Hương Lan đến hãng Dì Hát Việt Nam để Hương Lan ký hợp đồng và để mời Hương Lan vào hát. Thì Hương Lan được ký hợp đồng trong năm 1968 cùng với hãng Dì Hát Việt Nam. Thì sau đó, thì sau 2 năm hợp đồng với hãng Dì Hát Việt Nam thì Hương Lan lại hợp đồng với nhạc sĩ Duy Khánh. Lúc đó Hương Lan kêu bằng chú Duy Khánh trong trung tâm Trường Sơn. Và được anh Duy Khánh săn sóc rất kỹ lưỡng, tập dượn từng bài hát, từng câu phát âm của tiếng Huế như thế nào và cái giọng nào mà ảnh thường hay chọc cái o này là tôi viết bài để cho o này hát chứ không phải tôi hát đâu. Tại vì anh Duy Khánh rất thích em hát nhạc Huế dù em không phải là người Huế. Thì anh nói rằng anh hay chọc là cái o này hát nhạc Huế còn hay hơn tôi nữa đó. Và anh rất là cưng em. Có đúng không quý vị? Đúng. Và thưa quý vị, như thế này, thường thường mỗi nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu tức là xuất hiện trong lòng khán thính giả. Và khán thính giả thường đóng khung, thường là đặt ca sĩ đó vào loại gì. Thí dụ như Hương Lan là giọng ca tiêu biểu của nhạc quê hương, còn gọi là nhạc bolero của Sài Gòn trước đây. Tuy nhiên không phải như thế, thực tế không phải như thế. Tức là Hương Lan chọn cái dòng nhạc đó là dòng nhạc chính, và mình đã thành danh bằng cái loại nhạc đó. Có một lần ở Las Vegas gần đây, khi mà show Diva, thì Hương Lan hát một cái dòng nhạc mà nó lách thoát ra khỏi cái dòng nhạc quê hương của mình, đó là bài Tình Ngoài Hương của Phạm Duy. Mà không phải là riêng cá nhân tôi giật mình, mà những người ở bên khán giả ngồi dưới như quý vị và tất cả anh chị em nghệ sĩ cũng như là cô Thủy, Huỳnh Thi, John đều rất là giật mình ngỡ ngàng, vì không ngờ Hương Lan hát nhạc thính phòng, nhạc tiền chiến cũng rất là xuất sắc, không thua gì dòng nhạc quê hương. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm rất cảm động của Trần Tiến có tựa đề là Mẹ Tôi. Vâng, thưa quý vị, Hương Lan một lần nữa gửi tới quý vị một dòng nhạc khác lạ, Mẹ Tôi của Trần Tiến. Thank you.
Với bài hát này, Hương Lan xin đặc biệt tặng cho tất cả quý bà mẹ cũng như những người trẻ mình đang còn mẹ, để yêu thương mẹ và để nghĩ rằng một ngày nào đó khi mẹ xa mình, mình sẽ có cảm giác như thế nào. Với bài hát này, Hương Lan gửi cả tâm tư để gửi đến quý vị, và cũng xin phép được tặng cho mẹ của mình. Mẹ đã ra đi, và đặc biệt là hôm nay là ngày giỗ của mẹ Hương Lan. Mẹ ơi, con đã già rồi, vẫn ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã già rồi, vẫn ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm thân quang cổ ấm hơi mẹ yêu. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha. Thương cha chỉ lớn không thành. Biển sóng thét gào, một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời gió mấy ngàn, một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Hương Lan xin kể lại một tuổi thơ của mình. Năm Hương Lan 9 tuổi, cha mẹ xa nhau. Hương Lan đã rời vòng tay mẹ từ năm 9 tuổi. Đến năm 14 tuổi thì mẹ trở về. Được một thời gian gần bên mẹ thì đến năm 19 tuổi mẹ lại ra đi. Năm 78 Hương Lan đã rời quê hương để sang Pháp. Năm 79 đã qua đây để tìm gặp mẹ. Thật hạnh phúc vô cùng. Năm 85 mẹ đã bảo lãnh Hương Lan qua đây để mẹ con đoàn tụ. Những năm tháng hạnh phúc nhất của Hương Lan từ năm 85 đến 2005, mẹ đã thực sự ra đi sau một cơn bạo bệnh. Và Hương Lan đã mất mẹ. Mẹ đã ra đi chỉnh biệt các con. Không bao giờ con được gặp mẹ. Con rất nhớ mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, con đã già rồi, vẫn ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã già rồi, vẫn ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ yêu. Ngày xưa bên giường cha nằm,
mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chỉ lớn không thành. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời gió mấy ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi. Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Mẹ ơi con nhớ mẹ. À, vâng thưa quý vị, thật sự ra bài hát rất cảm động là vì ngay cái câu đầu tiên mẹ ơi con đã già rồi, tức là ý của nhạc sĩ Trần Tiến nói rằng là đối với mẹ chúng ta không có tuổi, dù tuổi thơ trưởng thành hoặc khi đã lớn hẳn lên rồi chúng ta vẫn thấy nhỏ bé bên cạnh mẹ của mình. Như Hương Lan kể chuyện cuộc đời của chính Hương Lan. À, bây giờ mình chuyển qua một cái đề tài khác. Là lúc nãy cô có nói thoáng qua là cô mời hai người là Khánh Hà và Ý Lan. Là hai người không thuộc cái dòng nhạc quen thuộc của Hương Lan, đúng không? Dạ. Vậy thì cô giải thích thêm là lát nữa cô sẽ mời Ý Lan ra để hát chung với cô là cái ý như thế nào? Vì... nếu nói đến kỷ niệm, nếu nói đến là phần âm nhạc thì trang lứa với Hương Lan là phải nói tới chị Khánh Hà, kế tiếp đó là em Y Lan. Nhưng trong ba ca sĩ này, ngoài những cái tình cảm, ngoài những cái cách trình diễn mà Hương Lan rất là thích, và cũng còn một cái sự tiếp nối mà Hương Lan rất là trân trọng, giống như Hương Lan tiếp nối ba Hương Lan là nghệ sĩ Hữu Phước. Chị Khánh Hà tiếp nối và có cả một cái gia đình văn nghệ là bác Lữ Liên, anh Tuấn Ngọc. Còn Hương Lan thì Hương Lan nhớ tới Ý Lan là Hương Lan phải nhớ tới nữ danh ca Thái Thanh. Vâng, bây giờ lại tiếp tục một cái hướng mới của Hương Lan là Hương Lan sẽ hát nhạc Phạm Duy. Có phải không? Dạ. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Đố Ai của Phạm Duy, chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát Hương Lan chung với nữ ca sĩ Ý Lan. Kính thưa quý vị, Ý Lan. Đố ai, ai biết luôn. Sông mây khúc biết mây mây từng, biết mây mây từng đồ ai quét xanh. Để em khuyên gió
mặn mà yêu anh Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đố Ai. Có lẽ là lần đầu tiên quý vị cũng như tôi mới được nghe hai tiếng hát vốn thuộc hai giọng nhạc khác nhau mà kết tụ chung trong nhạc phẩm Đố Ai của Phạm Duy, đó là Hương Lan và Ý Lan. Và thưa quý vị, nói đến Ý Lan thì chúng ta liên tưởng ngay tới một người danh ca của miền Nam, đó là Thái Thanh. Nữ ca sĩ Thái Thanh là một cái luồng gió mới từ Hà Nội vào miền Nam và trở thành một tiếng hát hàng đầu đứng vững bao nhiêu năm. Và riêng đối với Trung tâm Thúy Nga khi mới thành lập tại Sài Gòn thì cuốn băng đầu tiên của Thúy Nga phát hành đó là Tiếng Hát Thái Thanh. Và chúng tôi còn nhớ ông Tô Văn Lai kể là bản Cỏ Hồng nhạc sĩ Phạm Duy còn viết tay. Thì thưa quý vị, mặc dù là Ý Lan sinh trong một gia đình văn nghệ, nhưng mà tuổi trẻ Việt Nam cô không đi hát. Qua hải ngoại cô mới bắt đầu tham gia vào sinh hoạt văn nghệ ở tuổi đã trên 30. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức lời du bú mớm nâng niu của Phạm Duy. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Ý Lan. Và thờ giúp con
nhớ mây gió. Tim con chẳng có vực bờ. Dù con bằng rừng trên núi, con ơi mưa nắng con dài. Dù con bằng đồi ven suối, cho con không oán thù người. Dù con bằng cỏ sống một mình. Ôi mẹ, dù con biết yêu thương như câu đầu nghìn năm còn đầy thắm thiết câu ru mạch máu. Chỉ sợ quên một điều mà Y Lan xin quý vị cho Y Lan được nói ngay. Quên thì Y Lan sẽ rất là khó ở với chính mình. Là bởi vì từ bé đó là Y Lan đã yêu tiếng hát chị Hương Lan. Y Lan và chị chỉ cách nhau có một tuổi thôi. Thế nhưng mà chị được đi hát sớm và Y Lan thì thèm thuồng để được đi hát mà mẹ không cho đi hát. Và cái điều đặc biệt là tại vì chị luôn luôn có những cái show diễn mà cùng với mẹ Thái Thanh, cho nên Y Lan luôn luôn xách ví đi theo mẹ và được xem chị hát, mê chị từ bé. Nhưng mà cái điều mà Y Lan mê nhất, ngoài cái vấn đề là chị hát tình ca Việt Nam,
tình ca quê hương nó đã ngọt ngào như thế nào. Nhưng có một điều mà Ý Lan mê hơn cả, mà Ý Lan đã khóc biết bao nhiêu là nước mắt, đó là chị hát cải lương vọng cổ ạ. Đó, mà quý vị biết không, Ý Lan chỉ mong rằng là tối hôm nay thế nào chị Hương Lan cũng phải hát vọng cổ cho Ý Lan và tất cả quý vị nghe. Quý vị đồng ý không ạ? Đó, đó, khán giả vỗ tay rồi nha chị Hương Lan. Hống hát là hống được ạ. Đó. Rồi bây giờ Ý Lan xin mời quý vị nghe tiếp một bài hát cũng của bác Phạm Duy của Ý Lan. Xin mời quý vị nghe một bài hát chắc chắn khi mà Ý Lan cất tiếng hát lên, quý vị không thể nào mà không nghĩ đến Thái Thanh. Tôi hơi hơi giống thì không giống nhiều lắm đâu, nhưng mà là mẹ tôi đó. Hát bài Ngày Xưa Hoàng Thị ạ. Xin mời quý vị nghe. Cảm ơn quý vị. Đường xanh nhỏ.
tình cờ đi lại đường xưa, đường xưa. Và bây giờ một bài hát kế tiếp, Y Lan xin mời quý vị nghe, là một nhạc phẩm khá mới của một người nữ nhạc sĩ. Cô hiện sống tại Orange County của chúng ta nơi đây. Đó là nữ nhạc sĩ Đoàn Vy Hương. Cô đã viết, xin cảm ơn quý vị, chắc có lẽ là quý vị quen thuộc với những nhạc phẩm chẳng hạn như là bài Hôn, phải không ạ? Dạ. Thì bây giờ cô sáng tác bài hát Mẹ ơi để cho Y Lan được trình diễn, được hát. Do bởi chính tâm tình của Y Lan khi nghĩ về mẹ Thái Thanh của Y Lan. Trong một lần thăm viếng mẹ, đôi tay mẹ run rẩy, yếu đuối không ôm được lấy vòng lưng của Y Lan khi Y Lan tựa đầu lên ngực của mẹ. Và mỗi lần vào đều hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ có thấy con không? Ai đây? Tất cả những điều đó đôi mắt mẹ cũng đã mở. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Y Lan thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Mẹ ơi của nhạc sĩ Đoàn Vy Hương. Mẹ già như chuối chín cây, chuối chín cây gió lay mẹ ru, gió lay mẹ ru. Con này bơ phơ, mẹ già như lá
hỏi ông trời làm sao ngưng lại thời gian cho đôi mắt mẹ được nhìn rõ con, và xin cho đôi tay mẹ vẫn còn đó để ôm trọn lấy con. À ơi, à ơi, tiếng ru ru mãi năm nào vẫn còn đâu đây. Thế à, câu nói vỡ lòng xin cho con gọi, xin cho con gọi muôn lần mẹ à ơi. Và quý vị chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà. Và sau đây Khánh Hà xin gửi đến quý vị một bài hát rất là hợp với Khánh Hà. Đó là bài hát Nói Với Tôi Một Lời của nhạc sĩ Diệu Hương. Dù tình yêu có khi đã cạn khô, tiếng yêu thương ân cần, rồi tình phai như nắng rơi ngoài sân. Tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì? Tình yêu ấy sẽ cho anh được gì? Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi.
nhìn chung, còn trong tôi trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi. Đã biết trong thầm lặng là tình yêu có bao giờ trong chăn, dẫu biết yêu một người là hồn nghe năm tháng manh tình vời, gió cuốn trôi mịt mùng tìm về đâu mong tôi trong lặng câm, nói với tôi một lời đừng lặng thinh như thế giữa đêm gì. Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi, ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần, ngày hôm nay dấu chân xa nhìn chung, còn trong tôi trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên trong thầm lặng là tình yêu có bao giờ trôi chăng, dẫu biết yêu một người là hồn nghe năm tháng manh tình vời, gió cuốn trôi mịt mùng tìm về đâu bóng tôi trong lặng câm, nói với tôi một lời đừng lặng thinh như thế giữa đêm đau, nói với tôi một lời, nói với tôi một lời, nói với tôi một lời, người ơi, nói với tôi một lời, nói với tôi một lời, một lời người ơi. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị biết rằng cách đây khoảng 3 tuần tôi làm show cho nhà thờ ở Tampa. Thì buổi tối tôi đến dự bữa tiệc, thì trên sân khấu là có Đoan Hồ, Lương Tùng Quang với lại Hồ Lệ Thu trình diễn. Thì tôi xong nhiệm vụ rồi, thì tôi ở hotel, người đón tôi đến thì hơi chậm, thì tôi chở tôi đến ngồi vào bàn thì có hai vị linh mục và thị trưởng, một số nhân vật quan trọng, thì chỉ còn có một cái ghế trống dành cho tôi. Thì ban tổ chức đặt tôi ngồi vào đó. Thì bên cạnh tôi là cô người Hoa, có chồng người Mỹ ngồi bên cạnh. Dĩ nhiên ông người Mỹ đó cũng đóng góp rất nhiều cho nhà thờ, cho nên mới ngồi đó. Thì cô này không biết nói tiếng Việt, chỉ nói tiếng Anh thôi. Nhưng mà tôi rất là xúc động là chỗ rằng là cô ấy chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Cô ấy lấy thức ăn cho tôi, rót rượu cho tôi, rồi cái chén súp tôi đến thì trễ, cho nên cô ấy bỏ chén đó, cô ấy đứng dậy, cô ấy chạy vào bếp, cô ấy kêu mang ra cho tôi một chén súp mới. Thì tôi cảm động quá, là vì nếu khán giả người Việt đối với tôi như vậy thì là bình thường, nhưng mà cô này khán giả người Hoa mà tại sao lại ân cần như vậy. Thì tôi mới hỏi là làm sao cô biết tôi. Thì cô ấy ngơ ngác, cô ấy bảo không, tôi có biết ông là ai đâu. Thì tôi bảo thế tại sao cô lại ân cần với tôi như vậy. Thì cô ấy bảo tại bà nội tôi dặn là lúc nào cũng phải chăm sóc người già. Vâng, thưa quý vị, bây giờ trở lại với chương trình. Thì chúng tôi nói đến nghệ sĩ Hữu Phước là thân phụ của Hương Lan. Thì tôi có cái kỷ niệm như thế này quý vị.
Khi tôi mới làm Paris by Night thì tôi gặp một số nghệ sĩ cổ nhạc. Tất cả những vị đó đều là những huynh trưởng rất cao của tôi về cả tuổi đời lẫn tuổi sân khấu. Nhưng mà tôi để ý thấy là các nghệ sĩ này có cái lối xưng hô nó rất là trang trọng, có thể gọi là kiểu cách lịch sự theo lối cổ điển. Chẳng hạn như nghệ sĩ Việt Hùng, tôi gặp lần đầu tiên tại Phúc Lộc Thọ thì ông cứ kêu tôi là giáo sư. Tôi rất là ngượng. Ngay cả anh Thành Được lớn tuổi hơn tôi, anh cũng kêu là sư phụ, kêu tôi bằng sư phụ. Mà nghệ sĩ Hữu Phước là ba của Hương Lan, thì hôm đó là ông Tô Văn Lai nhờ ông Hữu Phước chở tôi từ quận 13 đến đài truyền hình Euromedia. Thì ông ngồi trên xe nói chuyện với tôi, lúc nào ông cũng gọi là thầy Ngạn. Thì tôi thấy rõ rằng là họ có dành cho tôi một cái sự trân trọng, có lẽ là vì họ biết tôi là thầy giáo. Nhưng mà đó là câu chuyện bên lề thôi. Thì thưa quý vị, nghệ sĩ Hữu Phước là đoạt giải huy chương vàng năm 1965, là nghệ sĩ xuất sắc nhất của miền Nam. Và bên nữ là nghệ sĩ Bạch Tuyết. Và tôi có trích một cái đoạn nhận xét của nhà văn Hồ Trường An trong cuốn Sàn Gỗ Màn Nhung, viết về nghệ sĩ cải lương Hữu Phước như sau. Hữu Phước là một giọng thật bay bướm huê dạng, với nét láy cực kỳ mê cảm, với lối ngân đổ hột ở cuối câu ngất lịm rung rung. Những chuỗi ngân ấy được Hữu Phước kéo dài để rồi dịu dần, nhỏ dần và tan chìm trong tiếng đờn. Đã vậy, Hữu Phước đôi lúc bào mỏng giọng hát, lúc đó thính giả tưởng chừng tiếng hát thoảng từ một cảnh giới mơ màng xa xôi đưa lại. Biết bao nhiêu tài tử đã bắt chước ca theo Hữu Phước, hơi ca của anh như dội một luồng điện lên sống lưng người nghe, nhất là khi anh vuốt những chữ cuối câu bằng những âm ba tỉ tê sao động. Đó là nhận xét của nhà văn Hồ Trường An. Tôi thì không đủ sức để nhận xét về các nghệ sĩ cải lương, bởi vì đó không phải là sở trường của tôi. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà đưa ra cái tài năng của Hữu Phước như thế, thì tất nhiên người thừa hưởng cái di sản đó là ca sĩ Hương Lan. Hôm nay trong nhạc phẩm Khóc Con của Viễn Châu, nói về một người mẹ mất con trong chiến tranh. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức phần trình diễn vọng cổ của nữ ca sĩ Hương Lan. Con của tôi đâu? Con ơi, đứa con yêu quý của tôi đâu? Con đã nằm yên dưới mồ sâu. Già nua ràn rua chai, đất vàng thêm lành mấy dòng châu. Con ơi, sao con lại ra đi giữa thời xuân trẻ? Sao chỉ thấy bốn bên im lìm vắng vẻ, khói hương bay như xác lá rụng bên đường. Gió lạnh chiều quang lòng lòng mẹ lẩm nhẩm đọc từng bia đá, mong rằng tìm kiếm được tên con nơi quê nhà. Mẹ đang giá áo trước sân, bỗng có người không quen tên báo tin rằng xin thành thật phân ưu, con của bà đã đền sông nở nước.
rung rẩy, mẹ rung rẩy buông tay chiếc áo, nước mắt già nua ràng rua chảy tuôn tràn. Mẹ gọi hai tiếng Khương ơi, trong nức nở nghẹn ngào. Rồi mẹ tức tưởi bỏ cơm bỏ nước, đi suốt mấy chặng đường mới đến được nghĩa trang. Nhìn quanh mình không thấy bóng người thân, nhưng cùng cảnh ngộ nên nhìn nhau bằng nước mắt. Ôi những mảnh khăn tan, những lời than khóc buồn nào bằng câu vĩnh biệt ngàn thu. Nhìn đây đó, hàng hàng lớp lớp, mồ ai đây nào biết là hay quê. Có phải chăng đây là những năm mồ của tuổi thanh xuân đã vĩnh viễn nằm trong lòng. Con ơi mẹ vẫn biết câu, tuy ngoài xa trường quân mạc tiêu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Nhưng chinh chiến ai gây mà đời con tôi phải chịu thiệt thôi. Rồi đây mùa mưa xuống, ai câu tôm bắt cá khi hè về, ai gánh lúa chở sớm. Mẹ nhớ hồi con mới lên năm, trước ngày nhắm mắt cha con cùng dặn dò kỹ lưỡng: bà ơi bà ráng nuôi con, ráng nuôi cho đến ngày khôn lớn, để nó đền ơn khi tuổi đã về chiều. Con ơi mẹ nhớ, con ơi mẹ nhớ ngày con chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mẹ với con thức suốt đêm dài. Thương con còn nhỏ dài mà phải lăng thân trong chiến trận xa trường. Mẹ thắp nhóm lửa và mẹ nấu cho con bằng mớ gạo tàu hương. Nhà trước sau chỉ có một mình con, sao ai lại nỡ cắt chia tình mẫu tử. Rồi con ra đi không trở về xứ sở, mà con lại nằm yên dưới cũ quan tài. Dịp lao sao trước vô, con ơi có phải hồn con hiện về với mẹ không con? Con vai hồi nào mà bảo rằng trả nợ nước non, để cho mẹ phải xót xa tình mẫu tử. Con chết rồi mẹ nhớ ngày dỗ quải, cho tới khi mẹ chết rồi ai cứ yêu đưa tan. Quê nhà một nắng hai sương, nỗi sầu con trẻ nỗi thương phận già. Con ơi mẹ gắng gượng về, con ơi hãy nghĩ giấc ngàn thu vĩnh biệt.
gào lên một câu thâm thiết: chinh chiến bảo tàng đã cướp mất còn tôi. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Hương Lan nhiều lắm. Thưa quý vị, cái câu mà Hương Lan xuống vọng cổ đó, túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, câu thơ cổ của Trung Hoa. Nghĩa là uống rượu say dưới xa trường thì có ai cười đâu, là bởi vì cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, xưa nay đi chinh chiến có mấy ai trở về. Đó là cái câu mà Hương Lan xuống vọng cổ làm cho chúng ta xúc động. Thì dĩ nhiên là thời chiến mà quý vị, thời chiến chúng ta không thể không gặp những hoàn cảnh như thế, biết bao nhiêu gia đình. Và cái điều này nó cũng cho chúng ta thấy một cái nét là sau này các vở tuồng cải lương đưa đến vấn đề hiện đại xã hội nhiều hơn, để thoát ra khỏi tuồng tàu mà trước đây do ảnh hưởng của hát bội. Thưa quý vị, trong 3 tiếng đồng hồ vừa qua thì chương trình hôm nay Paris by Night, nếu mà là so với một chương trình Paris by Night thì nội dung nó cũng bấy nhiêu bài hát, nhưng mà quý vị thấy nó ngắn, nó không có dài, tại cảnh nó không có đổi, tôi không phải xuống phát tiền, thành từ không có đố vui gì cả, thành từ nó ngắn và nó gọn lắm. Nó là một cái chương trình mà chúng ta gọi là thính phòng, có nghĩa là cái phạm vi nhỏ hẹp 500-600 người để chúng ta cùng thưởng thức một cái chương trình. Thì có lẽ quý vị cũng cho phép tôi được thay mặt quý vị ở đây để cảm ơn Hương Lan đã bỏ bao nhiêu công sức để gây dựng tạo nên một cái chương trình này. Và bây giờ thì chúng tôi vâng. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm: Người về của Phạm Duy và Ngày tạm biệt của Lam Phương. Mẹ có hay chăng con về? Chiều nay thời gian đứng im để nghe, nghe gió trong tim tràn trề, nụ cười nhăn nhẻo bỗng dưng lệ nhòa. Con thấy mẹ yêu đã già, hẳn là miền quê những năm vừa qua. Một ngày một đêm tóc xương phai mờ. Mẹ ơi mẹ ơi, chuông chùa nào lá đã nhớ tới những linh hồn vắng nhà. Một vòng hương trăng xóa tình nồng trong thương nhớ, gửi người chiến sĩ chết trong xa mơ. Con có hay chăng cha về? Lời ca hôn nhiên líu lo ngoài nơ trên biết bao ê chề. Thôi đã hết cơn chia lìa, từ nay mầm non lớn trong tình quê. Như gió thu sau tháng hè, thôi về ruộng nấu lúa tươi xanh gì. Con ơi
đông giá, một đàn chim nhỏ bé gọi về chia sớt miếng cơm khoanh ca. Ngoài đường trời đông giá, một đàn chim nhỏ bé gọi về chia sớt miếng cơm khoanh ca. Lúc chiều buông tan tác rơi cài lên mái tóc xanh, với bóng dáng ai chiều ấy nâng niu tà áo biết nói gì khi chia ly. Thưa quý vị, chúng tôi xin mượn hai nhạc phẩm Người Về và Nhất Là Ngày Tạm Biệt để chia tay quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự chương trình hôm nay và kính chúc quý vị tất cả sự may mắn trong cuộc sống. Anh nghe trăng ngoài kia hoa vẫn rơi, đêm sáng hoa âu sầu vì ta tới. Ngàn ve buông tiếng nỉ non như thương cho người đi. Thôi chia tay cạn ly vui chúc đi, ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau. Dù thời gian có phôi pha ta không bao giờ quên. Thời gian có phôi pha ta không bao giờ quên. Dù thời gian có phôi pha ta không bao giờ quên. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Shifa Fashion là thương hiệu thời trang nữ đã có mặt trên thị trường hơn 15 năm qua với hệ thống trên 80 cửa hàng. Shifa Fashion với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp đã cho ra đời hàng ngàn mẫu thời trang phong phú, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ trẻ trung lịch sự đến sang trọng quý phái với áo đầm, áo dài, vest, áo kiểu, sơ mi, jumpsuit, váy, quần tây. Đặc biệt, Shifa phục vụ chỉnh sửa sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Cửa hàng Shifa tại California 9146 Bosa Avenue, thành phố Westminster, Cali 92683, gần thương xá Phước Lộc Thọ. 9146 Bosa Avenue, thành phố Westminster, Cali 92683, gần thương xá Phước Lộc Thọ. Điện thoại 714-331-0675, 714-331-0675. Shifa hân hạnh đón tiếp quý khách. Hãy cùng hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang và NQ Jewelers khám phá thế giới của hột xoàn, đồng hồ và nữ trang. Hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang với 5 gian hàng trong thương xá Phước Lộc Thọ và NQ Jewelers là nơi lý tưởng để chọn quà tặng cho bạn và người thân vào các dịp vui. NQ Jewelers tọa lạc trên đường Edinger, góc Brookhurst, thành phố Fountain Valley. Điện thoại 714-839-8885, 839-8885. Thưa quý vị, qua sự nghiên cứu nghiêm túc của các phòng thí nghiệm nổi tiếng ở Nhật Bản, đặc biệt tại vùng Okinawa, chúng ta được biết đến rong biển Okinawa Mozuku được coi là một thần dược giúp cho người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới. Với 100% chất liệu Mozuku từ thiên nhiên, loại thần dược này có khả năng diệu kỳ giúp cho cơ thể chống lại lão hóa, tăng cường tuổi thọ, đặc biệt những chứng bệnh hiểm nghèo như ung thư, tai biến, đột quỵ, đột tử và cao huyết áp cũng ít xảy ra cho cư dân của vùng Okinawa. Hàm lượng Okinawa Mozuku nhiều hơn Sugoi Fukuden có thể giúp hồi phục nhanh chóng và ngăn ngừa sự trở lại của các chứng bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu loại Sugoi Fukuden mới với hàm lượng Okinawa Mozuku rất cao. Chúng ta nên nhớ Okinawa Mozuku là thành phần quan trọng nhất để bảo đảm sự hiệu nghiệm của Sugoi Fukuden. Sugoi Fukuden do Trung tâm Thúy Nga độc quyền phân phối. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-891-5665, 714-894-5811 hoặc thuyenga-shop.com.